trở lại với channel của máy tính mũi Cà Mau. Hôm trước thì mình cũng đã làm một cái video đánh giá nhanh chiếc laptop Acer Nitro 5 Eagle 2021. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn thêm một chiếc laptop chơi game nữa, đó là MSI GF63 Thin. Hiện tại chiếc laptop MSI GF63 Thin 11UC441VN đang bán tại máy tính mũi Cà Mau với giá trị hơn 27 triệu. Các bạn sẽ nhận được quà tặng là một con chuột chơi game MSI M99 trị giá 500.000. Ngoài ra, khi các bạn mua bất kỳ sản phẩm laptop nào tại mũi Cà Mau, các bạn sẽ nhận được 1 năm miễn phí cài đặt lại Windows hoặc bất cứ phần mềm nào mà các bạn muốn. Nhớ là miễn phí nha. Còn bây giờ mời các bạn cùng mình tìm hiểu xem chiếc laptop MSI GF63 này có gì đặc biệt nha. Thì bây giờ mình xin đánh giá phần bên ngoài trước khi chúng ta tìm hiểu thêm về cấu hình bên trong của em nó nha. Mặt A của laptop được làm từ aluminium hay còn gọi là hợp kim nhôm, với cái họa tiết xước phay mang lại cho chúng ta một cảm giác chắc chắn. Phía trên này là phần logo MSI đỏ đặc trưng của dòng laptop gaming. Tuy là dòng laptop chơi game nhưng thiết kế của GF63 không quá hầm hố, với trọng lượng cực kỳ nhẹ chỉ 1,8kg đối với một chiếc laptop gaming thì các bạn nữ cũng có thể lựa chọn dòng máy này. Các họa tiết cũng như các chi tiết bên ngoài vẫn được giữ nguyên như trên các sản phẩm được ra mắt trước đây của dòng GF63. Ở phần cấu hình mình đang có ở đây là model GF63 Thin 11UC441VN với mức cấu hình cực kỳ khỏe trong phân khúc laptop chơi game tầm trung. GF63 được trang bị CPU Intel Core i7-11800H với 8 x 16 luồng, tần số tối đa lên đến 4,6 GHz, mang lại hiệu suất chơi game đáng nể. Đi cùng đó là card đồ họa thế hệ mới RTX 3050 4GB GDDR6. Bộ nhớ RAM được trang bị sẵn là 8GB, các bạn cũng có thể nâng cấp thêm lên đến 64GB khi có nhu cầu. Cuối cùng là không gian lưu trữ cực kỳ thoải mái với SSD 512 chuẩn M2 PCIe, sở hữu khả năng khởi động ấn tượng. Mình khá là tiếc ở một điểm trên chiếc laptop này chính là phần màn hình. MSI chỉ trang bị cho phiên bản này một tần số quét là 60Hz. Nó có vẻ khá là thua thiệt khi chúng ta so sánh ngang với các dòng laptop chơi game khác như Acer Nitro 5 phiên bản Eagle có tần số 144Hz. Còn lại thì chúng ta sẽ có màn hình với kích thước 15.6 inch Full HD, tấm nền IPS mang lại cho bạn một không gian hình ảnh rộng rãi. Ở phía trên màn hình chúng ta sẽ có thêm hệ thống webcam và micro thoại giúp bạn dễ dàng giao tiếp khi chơi game hoặc thực hiện các cuộc gọi video ngay trên máy. Và đối với những người đã là fan của MSI từ lâu thì sẽ không xa lạ gì với phần mềm Dragon Center. Đây là nơi mà các bạn có thể xem các chỉ số của máy, điều chỉnh hiệu năng tương ứng với các tác vụ mà bạn đang sử dụng. Chẳng hạn như bạn có thể điều chỉnh chế độ Super Battery để sử dụng pin tiết kiệm hơn, hoặc chế độ Extreme Performance để tăng hiệu suất chơi game. Và khi đó thì hệ thống tản nhiệt sẽ tăng tốc nhằm ổn định nhiệt độ của máy. Tuy nhiên nó sẽ hơi ồn nên các bạn cần phải lưu ý điều này nha. Tiếp theo là phần bàn phím. Các bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cái phần bàn phím full size với phần phím số nằm ở bên tay phải trên các dòng laptop gaming 15.6 inch. Tuy nhiên, MSI đã lược bỏ đi phần này. Mình nghĩ chi tiết này cũng không quá quan trọng do cũng tùy theo sở thích của mỗi người mà thôi. Cảm giác gõ phím chỉ ở mức ổn khi khoảng cách phím được nới rộng ra do đã lược bỏ đi bàn phím số, giúp chúng ta hạn chế được tình trạng gõ nhầm phím. Tuy nhiên, hành trình phím lại hơi ngắn, phần nào sẽ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi game trên chiếc laptop này. Ở cạnh trái, chúng ta sẽ có cổng cắm sạc, một cổng USB TIA 3.0. Trong khi đó ở cạnh phải chúng ta sẽ có nhiều hơn với hai cổng 3.5 cho audio và micro, hai cổng USB 3.0, một cổng USB Type-C, cổng LAN và một cổng khóa. Ngoài ra các bạn sẽ có thêm một cổng HDMI nằm ở phía sau của máy giúp chúng ta có thể dễ dàng kết nối với màn hình ngoài hoặc là máy chiếu. Với kết nối không dây các bạn sẽ được trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 6 cùng với Bluetooth 5.1 cho kết nối nhanh chóng và tiết kiệm pin hơn. Là một chiếc laptop gaming nên chúng ta không thể kỳ vọng quá cao về thời lượng pin trên GF63. Với 3 cell 51Wh khi bật chế độ siêu tiết kiệm pin, chỉ sử dụng Wi-Fi lướt web thì thời gian khoảng 4 tiếng. Tất nhiên các bạn chơi game thì thời gian này sẽ thấp hơn nhiều. Vừa rồi thì mình đã đánh giá nhanh chiếc laptop gaming MSI GF63 Thin, ngoại trừ một số điểm đáng tiếc trên chiếc máy này như màn hình chỉ là 60Hz hay bàn phím cho độ sướng không cao, thì GF63 vẫn rất đáng mua ở thời điểm hiện tại với mức cấu hình cực kỳ mạnh mẽ với giá chỉ tầm khoảng 27 triệu. Còn suy nghĩ của các bạn thì sao? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Và đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.